xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Trường Thịnh xin mời quý cô chú anh chị và các bạn về quê hương xã Hoàng Cương để dự đám cưới ở vùng quê xem là khác thành phố như thế nào. Xin mời mọi người cùng theo chân với Trường Thịnh nha. Thưa toàn thể quý vị thân mến, chỉ ít phút thời gian nữa thôi thì toàn thể quý vị quan khách sẽ có mặt tại không gian tiệc cưới trang trọng của từng gia đình họ nhà trai chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Ban tổ chức chúng tôi xin phép được đỡ lời cho gia đình, đó là cho chủ nhân của những cánh thiệp hồng mang tên Ngọc Sơn và Thùy Dương, kính truyền lời mời tới quý cụ ông, quý cụ bà, quý cô dì chú bác đại diện cho từng gia đình họ nhà trai. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng nhau di chuyển đến phía cánh cổng hòa hôn trường cưới để cùng chuẩn bị những cái bắt tay thân ái để cùng chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị quan khách trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trong giây phút chờ đợi sự hiện diện của toàn thể quý vị quan khách trong buổi chiều ngày hôm nay, cho phép MC Đức Huấn sẽ được gửi tới toàn thể quý vị quan khách một nhạc phẩm mang làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, có khúc được mang tên Chảy Mùa Xuân. Và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Hôm nay chúng tôi tiến tới những bài tiệc ông cử cùng nhau trong các buổi chúc mừng tuổi hẹn nhất, chúng ta có thể cầm dao nước câu chuyện cùng nhau rót cho đầy những ly rượu mừng hạnh phúc để cùng chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho tôi và chú rể trong ngày trọng đại, chúc mừng cho ngày lễ thành hôn trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Một lần nữa, ban tổ chức chúng tôi xin phép được đưa lời cho gia đình. Xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của quý cụ ông, quý cụ bà, quý cô dì chú bác cùng bạn bè thân hữu của chú rể Ngọc Sơn. Xin mời toàn thể quý vị hãy cùng nhau di chuyển đến không gian tiệc cưới trang trọng của từng gia đình họ nhà trai trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị hãy cùng di chuyển đến phía trước bàn tiệc ông cử và lựa chọn trang trọng cho mình chỗ ngồi phù hợp nhất. Chúng ta có thể cùng giá của chuyện về tình yêu, chúng ta có thể dắt cho đầy những lưu đồ uống và cùng chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho một ngày và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời trân trọng kính mời và cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách. Sáng mai thì mới có. Đấy.
bấm link cho mình xúc vào được. Chiêu con thường chẳng em coi để chiêu chính là của cả mẹ đang được cố làm chào chào bà. Vâng, mời anh vào nhà. Học tiền đây, cái gì nhỉ? Đây, đây, đây anh. Anh cứ vào trong nhà uống nước. Mời các bạn. À, cái này mình đặt ăn cơm mình. Ngờ ngờ, không biết ai. Vâng. Đây, mất tiền đấy. Tí lệ quên. Vâng. Quên đi ạ. Thấy đâu. Quên quên đi ạ. Sát tí rồi. Dạ và lệ quên. À, ở tận ngoài này à? Ngoài này thì không đi vào trong đấy. Cho vui là cho đỡ quá để luôn trong nha. Cao lên rồi, cao lên nữa. Cao lên vào. Cao lên vào. Cao lên vào. Cao lên vào. Ốc ở đây lại trẻ ghê nhỉ. Thật này trẻ ghê thật. Ốc cây này trẻ ghê thật. Lấy đông nội cái này trẻ ra. Rồi mẹ hết rồi. Đẹp lắm đấy. Rồi. Chụp ảnh kiểu tơ
không có máy thế mới có lộc, thế mới nhiều lộc, thế mới lộc chiến. Rồi ok xong rồi nhá con gái rồi đi thôi đi chúc quà xin chào đi ra đi để chụp lúc nào cũng biết như thế này chụp đấy. Anh quay làm video. À, mời chú ông nhà. Vâng. Anh quay chú ông nhà. Đây, đây là nhà bố vợ. Không, nhà bố vợ anh bên kia. Thế còn nếu mà nhà này ấy, thì theo vay với anh em là vay anh. Tức là bà mẹ chồng của chị này này. Nên là ông bố vợ mình ấy là hai chị em. À, chứ không phải là chung một nhà ra. Đúng rồi. Con chào bà. Vâng ạ. Và con mời bà bằng nước. Ông ngoài tay quá. Anh đi mấy lên để nhìn cái lúc bé.
lùi chúc Việt. Lùi chúc Việt. Rồi. Chào Vlog Trường Thịnh. Vâng. Vâng, con chào bà. Vâng, con chào bà. Để đi xa quá. Bí hóa quá. Các bá thì cho đây này. Không, Phùng với cả thằng Hùng nó vừa. Mọi người nhờ đi. Các người đã nhờ đi. Vâng. Em mời anh. Quay vào sáng nhỉ? Đẹp quá tốt và to đấy. Ngài đang trực tiếp. Kết nối luôn này. Mất rồi nhỉ? Đây đang kết nối đi. Bé bé nhỏ mà nét nhỉ? Nhìn nét. Độ phân giải cao. Chúng còn có cái máy bay. Flycam. Vậy à? Đau chưa? Đến đâu thì bắt tay về bên tàu mà thay bên này. À, chân đau mà vẫn đi khỏe lắm. Nhưng mồm thì... Mồm thì chết nghe được đâu. Mày lên chụp mày ảnh tao đi. Vâng, đúng rồi. Tiếng nọ mày chụp mày trả tiền tao không? Có. Nhưng mà chưa. Nữa? Mấy anh uống rượu. Cái quay có thương mọi người. Bạn đi không? Không. Đó đứng lên đi nó. Máy rồi đi bạn ơi. Đây là quan khách đang ngồi uống nước bốc để chờ được tiếp đón. Tôi có là mình kiến làm mình quản lý thì thế. Nếu mà mình lên chốt có chú hàng xóm là chú hàng xóm được lên TV. Tôi lấy chỗ xong tôi vì là quần chịu là phong tục đám cưới của miền quê của mình rất là tình cảm và ấm. Rồi.
nắng